quý vị và các bạn, chèo là một trong những loại hình đặc sắc của sân khấu truyền thống Việt Nam, cần được tôn vinh không chỉ như hiện vật tĩnh mà còn cần được bảo tồn phát triển song song với sự phát triển của xã hội. Theo dòng chảy văn hóa và du nhập các loại hình nghệ thuật mới hiện đại như hiện nay, việc gìn giữ đồng thời phát triển chèo gặp không ít khó khăn và trở ngại. Và trong phần tiếp theo thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe câu chuyện sức sống của chèo trong đời sống hiện đại với phóng viên Nguyễn Hằng. Dạ vâng, xin được cảm ơn biên tập viên từ trường quay F1. Thưa quý vị, nghệ thuật chèo từ lâu đã đi sâu vào đời sống văn hóa tinh thần và trở thành một trong những môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với dòng chảy của thời gian và sự du nhập của những loại hình giải trí mới, chèo ít nhiều đã bị mai một đi giữa nhịp sống hiện đại. Vậy làm thế nào để chèo có thể tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại là trăn trở của các nghệ sĩ, và làm mới chèo là một cách mà nhiều nghệ sĩ đang làm. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện này với một nghệ sĩ đã dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật chèo. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan ạ. Thanh Ngoan xin gửi lời chào tới quý vị đang xem chương trình. Và Thanh Ngoan cảm thấy rất vui được cùng chia sẻ về nghệ thuật chèo trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chị đã dành thời gian và trò chuyện cùng với các khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và trước khi trò chuyện thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại đôi nét về nghệ thuật chèo Việt Nam. Nghệ thuật hát chèo có nguồn gốc lâu đời và đi sâu vào đời sống văn hóa xã hội của người Việt. Chèo không chỉ là một loại hình nghệ thuật có giá trị cao mà còn là một tấm gương phản chiếu sự đa dạng về bản sắc của dân tộc ta ở nhiều góc độ khác nhau. Có một lịch sử lâu dài và gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân như vậy, nhưng cũng như một số bộ môn nghệ thuật truyền thống khác, chèo đang đứng trước nguy cơ và thách thức không nhỏ về sự mai một và mất dần bản sắc trong đời sống hiện đại. Trong một cái đời sống hiện đại như thế này, các bạn trẻ, thậm chí là khán giả cũng có quá nhiều những cái loại hình nghệ thuật để lựa chọn, thì điều đó cũng là một cái điều rất là thách thức đối với lại những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, nhất là nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật chèo như chúng tôi. Cái thiếu ở đây là thiếu cái kịch bản nó mang hơi thở của cuộc sống ngày hôm nay để lôi giới trẻ trở lại với chúng ta, để họ có thể nói là không quay lưng lại với văn hóa dân tộc. Chính vì sự gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam là một phần của nét đẹp, tâm hồn người Việt, nên việc gìn giữ, bảo tồn và tiếp tục phát huy giá trị của chèo trong đời sống hiện đại là điều vô cùng cần thiết. Nhưng bằng cách nào và cần phải thay đổi điều gì để chèo tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại thì vẫn là bài toán đặt ra cho những người làm nghề. Chúng ta vừa theo dõi một đoạn phóng sự ngắn, một góc nhìn tổng quan nhất về sức sống của chèo trong đời sống hiện đại. Thưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, nghệ thuật chèo thì có một ý nghĩa như thế nào trong quá khứ, trong đời sống tinh thần của người Việt? Và với nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thì điều trăn trở nhất của chị về nghệ thuật chèo là gì ạ? Theo dòng chảy về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, trong đó có nghệ thuật chèo, thì chúng ta đúc kết một câu rất ngắn gọn, đó là chèo là một môn nghệ thuật sân khấu thuần Việt nhất. Tất cả những cái tâm tư tình cảm của người Việt, rồi là những cái văn hóa của người Việt đã gửi ở trong sân khấu chèo rất nhiều. Nhưng trăn trở của Thanh Ngoan, và không phải riêng một mình Thanh Ngoan, mà Thanh Ngoan nghĩ rằng tất cả những người yêu chèo và giữ chèo là hồn cốt của Việt Nam ấy, thì chúng ta tìm một cái lối đi thế nào đó để chèo không bị mất gốc. Chúng ta có phát huy phát triển chèo đến thế nào chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn phải giữ được cái hồn cốt và cái bản sắc riêng, cái đặc trưng riêng của nghệ thuật chèo. Sự thay đổi về nhu cầu thưởng thức của khán giả cũng như là khiến cho nhiều người, đặc biệt là các nghệ sĩ thì nghĩ tới việc cần phải thổi một luồng gió mới cho nghệ thuật chèo để đưa chèo tiếp cận gần hơn với khán giả hôm nay. Và các nghệ sĩ đang nỗ lực như thế nào? Cùng với sự phát triển của những loại hình giải trí mới, sân khấu nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng đang dần mất đi thị phần khán giả của mình. Làm thế nào để vẫn giữ được giá trị truyền thống của dân tộc ta từ xa xưa nhưng vẫn cần thay đổi cho phù hợp với đời sống hiện đại là điều mà những người yêu chèo, làm chèo đều đang trăn trở. Về riêng nhà chúng tôi thì chúng tôi ngoài cái việc là phải xây dựng những các cái vở diễn mà nó phù hợp với lại các cái hơi thở hiện đại bây giờ, không phải chỉ là những vở lịch sử, những vở hiện đại mà thậm chí những vở chèo cổ, chúng tôi cũng dàn dựng làm sao nó có những cái sức hấp dẫn nhờ vào những các cái âm thanh này, ánh sáng này, hoặc là những cái cảnh trí hiện đại để làm sao để hấp dẫn được khán giả đến với sân khấu. Dựng các vở thiên về thiếu nhi, về những cái câu chuyện cổ tích,
khôi phục lại để gần gũi hơn với các bạn trẻ, để các bạn trẻ cũng có thể xem được. Và cái khuynh hướng diễn theo cái chiều hướng hiện đại cũng có, cũng lắp ghép rất là nhiều. Cụ thể như là có thể xen múa đương đại và hát, cũng có lồng những ca khúc mới vào trong vở diễn. Không chỉ có những nghệ sĩ gắn bó với chèo lâu năm, mà ngay cả những nghệ sĩ trẻ cũng từng ngày nỗ lực cùng các thế hệ đi trước tìm một cách thể hiện mới cho nghệ thuật chèo. Biết rằng việc vừa lưu giữ truyền thống, vừa phải đổi mới để có thể hòa nhập với nhịp sống hiện đại là điều không dễ. Nhưng với sự nỗ lực thay đổi của những nghệ sĩ, cho một niềm tin về sự phát triển trở lại của nghệ thuật chèo trong đời sống hôm nay. Vâng, có thể thấy các nghệ sĩ cũng đang rất nỗ lực để đưa nghệ thuật chèo phát triển trở lại với đời sống hôm nay. Vậy ngoài việc thay đổi như các nghệ sĩ vừa chia sẻ, thì theo nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, chúng ta còn những phương cách nào khác ạ? Ngày hôm nay thì hội nhập cả một cái thế giới trên một cái mặt phẳng như vậy, cho nên chèo cũng cần phải có những cái phát huy, phát triển làm sao để mà tiếp cận được với cái đời sống. Nhưng chúng ta nên tìm hiểu kỹ sâu hơn về đặc trưng, về các cái thủ pháp của nghệ thuật chèo, từ đó thì sẽ gìn giữ được và cũng đưa nghệ thuật chèo bắt nhịp được với cái đời sống ngày hôm nay. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải vượt qua thách thức nào ạ, thưa nghệ sĩ? Ngoài cái việc mà thế giới du nhập rất nhiều cái môn nghệ thuật khác, thì bên cạnh đó ở ngay Việt Nam chúng ta cũng có những cái môn nghệ thuật mà đang được giới trẻ, đang được mọi người quan tâm. Chính vì vậy cho nên là chèo là có những cái giai đoạn chúng ta thấy rằng thăng trầm, và có những cái giai đoạn là mọi người không đi xem chèo bởi vì nghĩ rằng nó là chậm, nó là không bắt nhịp được với cuộc sống mới. Nhưng đến bây giờ thì Thanh Hoa lại thấy một điều rằng mừng hơn là với các cái rạp, nhà nước cũng đã đầu tư, đảng rồi là chính phủ, rồi đặc biệt là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, với các quan tâm với cái việc và các cái chế độ cho các nghệ sĩ về truyền thống. Chính vì vậy cho nên là bây giờ ở các rạp tại Hà Nội hay các rạp ở những cái nơi mà có thể biểu diễn nghệ thuật chèo thì cũng đã đỏ lửa, và họ đã cho những cái dàn dựng những cái chương trình tốt để thu hút khách tới. Dạ vâng, không chỉ có nghệ thuật chèo đâu mà những loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống khác cũng cần được lan tỏa trong đời sống đương đại. Và điều này thì có đóng góp như thế nào cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong tương lai ạ? Thưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Nếu như không có gốc thì chúng ta sẽ không có sự phát triển. Cho nên nói đến sự phát huy và phát triển thì phải có gốc. Thế thì khi chúng ta giữ vững cái gốc, cái cội, cái nguồn, đó là chèo, đó là sẩm, đó là văn hóa Việt của chúng ta, bao gồm rất nhiều. Thì từ ở đó khi chúng ta đã hiểu chính cái bản gốc của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ phát huy phát triển. Các sân diễn các bạn biết rằng là bây giờ người ta làm âm thanh ánh sáng để chèo đẹp hơn, để sân khấu lộng lẫy hơn, nhưng vẫn giữ được văn hóa của truyền thống. Bên cạnh đó thì du lịch này, ví dụ như các bạn thấy rằng là thực cảnh này, người ta vẫn có những cái chương trình để mà đưa nghệ thuật truyền thống vào, là góp phần một cái phần rất lớn để chúng ta gìn giữ và phát huy phát triển về nghệ thuật. Nhưng bên cạnh đó nó lại là nâng cả về kinh tế, chính trị của xã hội nữa. Dạ vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan với những chia sẻ vừa rồi.